Mỗi lần mua được mực tươi á, Diệu sẽ tận dụng luôn nước luộc mực để làm thêm một món trứng hấp kiểu Nhật á, mềm mịn rất là thơm vị hải sản luôn. Và làm rất nhanh á, đã có hai món rồi. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, thích ăn lắm. Các bạn tham khảo rồi làm cho gia đình mình ăn thử nha. Mình có 3 con mực lá khoảng 700 gram hơn. Nhà ít người á, thì các bạn bớt lại. Mực lớn nhỏ gì á, cũng không sao hết á, miễn nó tươi là được. Mua về á, rửa sạch ruột, đầu cắt bỏ cái phần mắt và răng ở giữa đầu con mực đi. Để gáo nước rồi cắt khúc vừa ăn. Mình không biết á, mùa này là có phải là mùa mực trưởng thành không á, mà đi siêu thị á, toàn bán mực lớn như vậy không nè. Cắt mực xong rồi á, thì các bạn bắt một nồi nước sôi á, rồi cho mực vào. Luộc cho mực săn chín lại á, thì vớt mực ra, giữ lại cái phần nước để làm trứng hấp. Mực tươi á, thì cái nước luộc mực á, rất là thơm, nó không có bị tanh. Làm trứng hấp á, sẽ rất là ngon. Rửa mực qua nước lạnh á, để mực được giòn. Nếu mà có nước đá thì rửa càng tốt nha. Còn nếu không có thì mình rửa sơ lại cái nước lạnh là được rồi. Mình có 4 trái đầu bắp á, cắt xéo và một củ hành tím thái cao. Nguyên liệu hôm nay á, Diệu dùng tương tự như hôm xào cua. Món này á, bán rất phổ biến ở quán ăn bên Mã này. Bạn nào mà ở lâu á, thì sẽ biết nha. Mình lấy khoảng 1 đến 2 tép sả băm á. Sả này á, Diệu mua về á, rồi xay nhỏ bảo quản trong ngăn đá. Khi cần á, thì mình lấy ra một ít như vậy á, thì sẽ bảo quản sả được rất là lâu. Ớt á, thì cũng bảo quản như vậy nha. Và mình sẽ sử dụng một trái. Nếu mà nhà bạn ăn ớt cay á, thì dùng 2 trái. Và 2 nhánh lá cà ghi. Một củ hành khô, nếu mà củ nhỏ thì mình dùng 2 củ và 2 tép tỏi băm nhỏ. Một nhúm nhỏ tôm khô rửa sạch á, rồi mình băm sơ để khi chiên nó dễ giòn hơn. Hôm nay á, thì Diệu sẽ chiên giòn cái tôm khô này á, rồi vớt ra. Lúc mà xào gần xong á, thì Diệu mới cho vào thì cái tôm khô á, nó sẽ giòn. Diệu xài luôn cái chảo mà chiên tôm khô này á, rồi cho hết gia vị vào. Ớt á, thì Diệu cho sau, nếu mà xào lúc này á, thì dễ bị sặc lắm. Xào cho cái hỗn hợp này thiệt thơm nè. Cho gia vị vào, 1 muỗng canh bột cà ghi và 3 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh đường và một ít nước màu. Cho ớt vào và đảo đều cái gia vị này. Nhà mà bạn nào bận á thì làm cái xốp này nhiều một chút đi, rồi mình bảo quản trong ngăn đá đó. Khi nào cần nấu á, múc xốp ra 1-2 muỗng á, 5-10 phút là mình xào được một món rồi. Cái xốp này á, làm rất là nhiều món luôn á. Diệu sử dụng luôn cái chảo này á, rồi cho một ít dầu vào. Dầu nóng á, thì cho đậu bắp, hành tím vào đảo đều. Lúc xào này á, thì Diệu sẽ để lửa lớn. Đảo nhanh tay á, cho mực và đậu bắp săn lại á, thì mình sẽ cho hết cái phần xốp vào. Cho thêm xíu nước vào đây rồi mình đảo đều. Các bạn xào gần xong á, thì cho tôm khô đã chiên vào. Nước xốp sạch lại á, thì mình múc ra dĩa thôi. Xong một món rồi. Nước luộc mực á, thì Diệu lấy là 500ml nước với 4 trứng gà. Trong cái nước luộc mực á, thì Diệu cho 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Nếu mà không có thích bột nêm á, thì các bạn cho bột ngọt. Còn không thích á, thì không có cần cho vào, chỉ thêm muối thôi. Trứng gà á, thì mình cũng khuấy đều cho hai cái loại này qua gây và lọc lại 1 đến 2 lần. Cho vào nồi hấp với lửa nhỏ là 15 phút. Để trên mặt trứng á, được hấp dẫn hơn á, thì Diệu cho thêm vài lát bánh cá. Các bạn vào trong siêu thị tìm những cái chỗ đông đá mà có bán đồ của Nhật á, sẽ có bán nha. Đậy nắp lại á, và hấp thêm 5 phút nữa. Chưa nấu xong gì hết, còn mình nó đứng đợi rồi nè. Nếu chưa biết nấu món gì cho gia đình hôm nay á, thì thử luôn cái món này cho gia đình nha các bạn. Video của Diệu đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới.